Đức Thánh Cha gặp 6 vị lãnh đạo Hội đồng Giám mục Venezuela. Lúc 10 giờ sáng ngày 8 tháng 6 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 6 vị thuộc ban Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela theo lời thỉnh cầu của chính các vị lãnh đạo của hội đồng này. Tham dự buổi tiếp kiến này có Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Diego Patrón, hai Đức Cha Phó Chủ tịch và Đức Cha Tổng Thư ký. Ngoài ra có hai vị hồng y người Venezuela là George Urraza Savino và Patricia Porras. Các giám mục đã trao đổi với Đức Thánh Cha về tình hình khủng hoảng trầm trọng tại Venezuela. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, trước ngày gặp gỡ Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y George Urraza Savino, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Caracas của Venezuela tố giác rằng Tổng thống Nicolas Maduro lèo lái hình ảnh của Đức Thánh Cha. Ông muốn trình bày Đức Hồng Y như người bạn của chính phủ Venezuela, nhưng các giám mục chúng tôi muốn loại bỏ sự lèo lái này để chứng tỏ rằng chúng tôi đứng về phía nhân dân Venezuela đang chịu đau khổ rất nhiều và chúng tôi đoàn kết với Đức Thánh Cha. Theo Đức Hồng Y Savino, Tổng thống Maduro đã mất hậu thuẫn của nhân dân, vì thế ông đề ra dự án cải tổ hiến pháp để thiết lập một chế độ độc tài, cộng sản, duy vật và quân phiệt, trái ngược với quyền lợi của tất cả mọi người, nhất là những người nghèo nhất. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng con đường để ra khỏi tình trạng chính trị hiện nay ở Venezuela vẫn là những phương thế đã được Đức Hồng Y Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đề ra hồi tháng 12 năm ngoái. Đó là thiết lập con kênh nhân đạo cho lương thực và thuốc men, trả lại quyền cho quốc hội, trả tự do cho các tù nhân chính trị, lập lịch trình bầu cử dân chủ. Cộng đồng quốc tế phải hiểu và thấy rõ tình trạng ở Venezuela mỗi ngày trở nên trầm trọng hơn, bạo lực hơn, nơi mà dân chết vì đói. Quốc tế cần phải làm cho chính phủ Venezuela hiểu rằng chính phủ phải giải quyết những vấn đề hiện nay. Nếu không, thì phải từ nhiệm và ấn định cuộc bầu cử để đất nước có một tổng thống mới. Mặt khác, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết giáo phận Cúcuta ở Colombia đã mở một nhà qua đường từ ngày 5 tháng 6 vừa qua để giúp đỡ những người dân Venezuela ở biên giới đến tìm lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Nhà từ đường này được gọi là nhà trú quan phòng, nhằm giúp đỡ hàng ngàn người dân Venezuela đi qua biên giới vào Colombia láng giềng để tìm kiếm trợ giúp trước tình cảnh trầm trọng của đất nước về mặt xã hội, chính trị và kinh tế. Nhà trú quan phòng tọa lạc gần giáo xứ Thánh Phêrô Tông Đồ ở vùng La Parada, có diện tích hơn 1.500 m², được sự hỗ trợ của các phong trào tông đồ, các cộng đoàn giáo xứ, đại học và những người thiện chí. Nhà này có thể tiếp đón mỗi ngày khoảng 500 người đến tìm lương thực và cả những trợ giúp về tinh thần và mục vụ. Đức cha Victor Manuel Ochoa Cadavid, giám mục giáo phận Cúcuta sở tại, cho biết hoạt động bác ái này có thể tiến hành được nhờ tình liên đới của dân chúng ở vùng biên giới giữa Colombia và Venezuela. Venezuela đang bị thiếu thốn lương thực trầm trọng, ảnh hưởng hơn 80% sản phẩm tại nước. Nay phúc trình mới nhất của Caritas địa phương, 11% các trẻ em Venezuela đang chịu tình trạng suy dinh dưỡng.